tên là Công Nguyên. Ở nhà ba mẹ hay gọi con là Anh Pha. Bởi vì hồi nhỏ con uống sữa Anh Pha nhiều lắm, cho nên ba mẹ đặt tên cho con là Anh Pha luôn. Năm nay con 9 tuổi, con rất thích chơi thể thao và ca hát. Ước mơ của con sau này sẽ là trở thành một cầu thủ bóng đá, nhưng mà con vẫn muốn làm ca sĩ nữa. Con rất yêu thương gia đình của mình. Lời đầu tiên con muốn nói là con xin cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại và ba mẹ đã yêu thương con, chăm sóc con và luôn bên cạnh con. Con xin cảm ơn quý thầy cô đã dạy dỗ con. Cảm ơn các bạn đã luôn quý mến và đối xử tốt với mình. Nhân ngày sinh nhật hôm nay, con xin gửi đến ông bà, ba mẹ, quý thầy cô, các cô chú và các bạn một bài hát sáng tác của Vũ Quốc Việt, đó là bài Giấc mơ cánh cò. Chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiêu, cánh cò trắng âu tha bay về đâu mà trắng thấy ghé qua ruộng đồng để cô.
con lần thứ 9. Con rất vui ạ. Năm nay là năm sinh nhật thứ 9 của Công Nguyên. Quý bà con đến dính nhúc thời gian để dự lễ sinh nhật của cháu. Tôi thành thật cảm ơn và chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tươi vui và dự buổi tiệc thật là hạnh phúc.